này thiện hiện hạnh viễn ly này chẳng lẫn lộn tác ý thanh văn duyên giác chẳng xen lẫn tất cả phiền não ác nghiệp xa lìa các việc ồn ào phức tạp rốt giáo thanh tịnh khiến các bồ tát mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lợi lạc hữu tình cùng tận đời vị lai thường không dứt hết này thiện hiện các việc mà ác ma đã ngợi khen như ở các chỗ thanh vắng, như núi rừng đầm vắng, đồng hoang, rời bỏ đồ nằm, ngồi yên một mình chẳng phải là hạnh viễn ly thù thắng của Bồ Tát. Vì sao? Này thiện hiện, vì hạnh viễn ly ấy còn có ồn ào xen lẫn, nghĩa là hạnh ấy còn xen lẫn ác nghiệp phiền não hoặc xen lẫn tác ý thanh văn độc giác đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thường tín thọ tinh cần tu học chẳng có thể viên mãn trí nhất thiết trí này thiện hiện có đại bồ tát tuy siêng tu tập pháp hạnh viễn ly mà ma khen ngợi nhưng khỏi tâm kiêu mạn không thanh tịnh, khinh miệt chê bai các chúng đại Bồ Tát khác. Đó là có chúng đại Bồ Tát tuy ở thành ấp xóm làng đô thị, mà tâm thanh tịnh không bị các loại ác nghiệp phiền não xen lẫn, chẳng xen lẫn tác ý thanh văn độc giác, tinh cần tu tập, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Tinh cần an trụ, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu Vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp. Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, tinh cần an trụ chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, tinh cần an trụ, thánh đế khổ tập diệt đạo, tinh cần tu tập, bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, đối với công đức thế gian như là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, vân vân tu đã viên mãn rồi, tinh cần tu tập pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tinh cần tu tập năm loại mắt sáu phép thần thông, tinh cần tu tập pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tinh cần tu tập mười lực phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, mười tám pháp phật bất cộng tinh cần tu tập pháp không quên mất tánh luôn luôn xả tinh cần tu tập trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nghiêm tịnh cõi phật thành thục hữu tình tuy ở chỗ ồn ào nhưng tâm tĩnh lặng Thường xuyên siêng năng tu tập hạnh viễn ly thủ thắng, đối với chúng đại Bồ Tát chân tịnh như vậy, họ thanh tâm kiêu mạn phỉ báng khinh miệt.